Thưa quý khán giả, phải có kế hoạch thi công với những mốc thời gian cụ thể, không đùn đẩy kéo dài. Chủ đầu tư tăng cường công tác kiểm tra giám sát tiến độ thi công các gói thầu đang triển khai trong dự án 3, dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị. Đồng thời, các quận Ninh Kiều, Bình Thủy có dự án đi qua phải tăng tốc trong giải phóng mặt bằng. Đây là chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tại cuộc họp diễn ra vào sáng nay 6 tháng 10. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án ODA thành phố, đến nay các gói thầu cải tạo 15 tuyến rạch trong nội ô quận Ninh Kiều và Bình Thủy, cùng gói thầu cải tạo hạ tầng đường Hoàng Quốc Việt và gói thầu cải tạo hạ tầng đường Hoàng Quốc Việt giai đoạn 2 đã được triển khai thi công. Tuy nhiên tiến độ thực hiện vẫn còn chậm. Nguyên nhân cải tạo các tuyến rạch chậm là do mặt bằng hẹp, khó thi công, hệ thống điện chiếu sáng, điện trung thế và hệ thống cấp thoát nước chưa di dời. Nhà thầu gặp khó khăn trong triển khai phương tiện máy móc thiết bị thi công. Đối với hai gói thầu cải tạo hạ tầng đường Hoàng Quốc Việt, dù đã nhiều năm nhưng vẫn còn bị ảnh hưởng của các công trình điện, vướng mặt bằng, giờ giao không liên tục. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng cũng lưu ý chủ đầu tư và các đơn vị thi công, các gói thầu thi công trên trục lộ giao thông phải triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, hạn chế thấp nhất việc gây ảnh hưởng đến người dân khi tham gia giao thông.